Kính thưa quý vị, ngày nay chắc quý vị đã nghe rất nhiều lần vấn đề kết nghĩa chị em, vấn đề kết nghĩa thân hữu giữa một thành phố này với một thành phố nọ ở Mỹ và ở Việt Nam. Chuyện đồng hương chúng ta biểu tình ở Irvine để cắt đứt, nghĩa là cái tiến trình thiết lập kết nghĩa giữa thành phố Nha Trang và thành phố Irvine đã đi đến thành công. Kế đến là thành phố Irvine, một thành phố của trên San Bernardino cũng kết chị em với thành phố Cần Thơ, và không biết cái câu chuyện dài nó đi đến đâu, nhưng trong những ngày hôm qua thì có một điều cộng đồng người ta cũng viện Việt chúng ta quan tâm đến và nói rất nhiều, đó là vấn đề kết nghĩa giữa thành phố Sacramento với thành ủy của Sài Gòn, đó là thành phố Sài Gòn của chúng ta. Mà một trong những người hôm nay mà chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ với quý vị đó là ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, đó là ông Nghị viên Phát Bùi. Thế thưa ông, chia sẻ với chúng tôi câu chuyện đó như thế nào, thưa ông Phát Bùi? Dạ, nói một cách tóm tắt cho quý vị nào chưa theo dõi thì hiểu là vào ngày Chủ nhật thì cộng đồng Nam Cali của chúng ta, tất cả những người Nam Cali được biết đến do cái công lao của Thượng nghị sĩ Trần Đắc Nguyễn cho chúng tôi biết là sẽ có phái đoàn Việt Cộng từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Sacramento để mà bàn thảo cái việc có thể họ sẽ kết nghĩa chị em với nhau. Thì và bà yêu cầu chúng ta cùng nhau đi lên Sacramento để mà gặp bà và phản đối cái việc đó. Thì chúng tôi cấp tốc trong nội trong 24 tiếng đã làm cái việc đó. Thì khi lên biểu tình đó thì bà Janet vào thành phố và họ hủy bỏ hai cái buổi họp với lại phái đoàn Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó thì chúng ta được biết là qua cái thông tin từ trong Việt Nam chúng ta và hình ảnh chúng ta được biết là ông phó thị trưởng thành phố Sacramento đã đến trường UC Davis và họ đã ký kết một số cái văn bản. Chúng ta chưa thấy được văn bản đó, thành ra không biết nó có những điều khoản gì ở bên trong. Chúng tôi đang liên lạc với thành phố Sacramento để mà đòi hỏi có cái bản ghi nhớ đó. Cái điều mà chúng ta biết được từ những cái website ở trong nước của ông Lê Thanh Hải thì họ cho biết rằng cái điều khoản đó là cái điều khoản xây dựng và phát triển những cái hợp tác giữa hai thành phố. Chúng ta chỉ biết như vậy và đó là cái cũng chỉ là những cái điều đơn phương từ phía của ông Lê Thanh Hải là bí thư của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phải biết rõ trong cái điều khoản đó nói cái gì và đó có phải là cái cam kết giữa hai thành phố hay là chỉ giữa Đại học UC Davis mà ông phó thị trưởng đến hay không. Thành ra chúng tôi mong quý vị chúng ta trong giai đoạn này hãy chờ chúng tôi tìm hiểu vấn đề cho nó rõ và chúng ta sẽ có phản ứng phụ thuộc. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta vận động với thành phố Sacramento là không kết nghĩa chị em với thành phố Hồ Chí Minh đó, thực sự ra cái phái đoàn đi biểu tình và chúng tôi có nói chuyện với nhau và chúng ta biết rằng cái việc này nó không dừng ở cái ngày hôm thứ ba vừa qua mà chúng ta phải tiếp tục vận động với thành phố Sacramento và với nhiều thành phố khác ở trên Hoa Kỳ. Riêng thị trưởng Tạ Đức Chí chúng tôi hoan nghênh ông là bởi vì hôm thứ ba khi mà mặc dù là chúng ta đã có cái sự hủy bỏ đó, chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi các nghị viên viết thư phản đối và lên lên tiếng về cái việc không kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh. Thì thị trưởng Tạ Đức Chí là người đầu tiên đã gửi cái văn thư đến thành phố Sacramento theo lời yêu cầu chúng tôi. Thành ra chúng tôi cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị. Thế thưa ông thị trưởng, thế tại sao ông phải viết thư lên để hủy bỏ cái cuộc kết nghĩa đó, thưa ông thị trưởng? Dạ, thưa anh Đoàn Trọng, thì một ngày trước đó thì nghị viên Phát Bùi có cho chúng tôi biết là cái việc kết nghĩa đang có tiến hành trên thành phố Sacramento. Thành ra là sau hơn 24 tiếng sau, chúng tôi đã cùng với lại nghị viên Tyler Diệp đã cùng ký tên vô một cái bản văn thư để chính thức, để thành phố Westminster gửi chính thức lên tiếng phản đối thành phố Sacramento kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh của Cộng sản Việt Nam. Thì những cái việc làm của chúng tôi cũng muốn tạo cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng, cũng như là đáp lại cái lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng như là nghị viên Phát Bùi. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày tới thì các nghị viên hay là các tổ chức tranh đấu tại San Jose hay là tại Sacramento sẽ tiếp tục có những cái cuộc vận động, những cuộc tiếp xúc, những cuộc gặp gỡ, hay gửi thêm những cái văn thơ để mà phản đối, đặc biệt là các cư dân, các tổ chức hội đoàn và các
dân cư tại hai thành phố như là Sacramento hay là San Jose, là hai thành phố sẽ theo dõi cái việc đó cặn kẽ hơn ai hết. Tại vì anh Đoàn Trọng cũng thấy thành phố Garden Grove, thành phố Westminster là ở tuốt tận miền Nam California, thành ra những cái tin tức đó chỉ có thể mà qua điện thoại hay là như thế nào. Nhưng mà còn những cư dân ở tại thí dụ như là San Jose hay là hay tại Sacramento đó, thì họ có thể trực tiếp tới City Hall, họ có cái quyền để họ đòi hỏi là chúng tôi xin xin thành phố đưa cho chúng tôi một số những cái văn bản. Tại vì cái luật của thành phố, những cái vấn đề ký kết giữa hai cơ quan là những cái giấy tờ đó là tất cả cư dân đều có quyền để mà hỏi thành phố để đưa ra cho mọi người cùng xem xét. Thưa anh Đồng Trọng, thưa ông nghị viên với là ông và ông thị trưởng, thưa hai quý vị, hai thành phố của quý vị đã có ký tên, nghĩa là yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao của Việt Nam đến hai thành phố của quý vị phải thông báo cho quý vị trước một thời gian. Thế trong trường hợp một cư dân của thành phố Garden Grove hoặc là Westminster gọi điện thoại đến quý vị và cho biết rằng có những người họ đang biểu tình tại cái nơi mà có phái đoàn của Việt Nam đến và có thể có những cái sự kiện không tốt sẽ xảy ra, thì với tính cách là hai thành phố của quý vị sẽ làm cái điều gì? Thứ nhất, ở Hoa Kỳ chúng ta, thành phố Garden Grove không có quyền cấm bất cứ một người nào, kể cả là người dân của Hoa Kỳ hay là chỉ là người khách du lịch đến chơi, chúng ta không có quyền cấm họ đi đến bất cứ nơi nào. Cái điều mà thành phố Westminster và Garden Grove đã ra cái nghị quyết mà bắt là những cái người ở Việt Nam đến phải báo cho thành phố biết trước sớm mấy ngày, là chỉ dựa vào vấn đề là bởi vì chúng tôi ngại những cái chuyện mà có thể gây bất an ninh cho toàn thể mọi người, chúng tôi yêu cầu họ phải thông báo. Trong trường hợp mà họ không thông báo mà có những cuộc biểu tình rầm rộ, thì tất cả những cái tốn kém mà thành phố sẽ gặp phải được, thì những cái người mà không phải là những người biểu tình chịu trách nhiệm, mà những cái người đến thành phố của chúng ta tạo nên và gây nên cái cuộc biểu tình đó, thì những người đó sẽ phải trả tiền. Thì trong trường hợp này là những phái đoàn của Việt Cộng, thưa anh. Nếu như trong cuộc biểu tình đó vẫn diễn ra tuần hành trong vòng trật tự do cái luật của thành phố của quý vị quy định, cũng giống như hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép, thì có những cái biện pháp gì mạnh đối chống lại với những người biểu tình đó không, thưa quý vị? Dạ thưa Đoàn Trọng, tất cả những cái cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ đó là một cái luật đã được hiến định trong tu chính án số 1, tức là quyền tự do tôn giáo, quyền tự do phát biểu, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu tình. Thành ra tất cả những cái luật biểu tình, nhưng mà anh Đoàn Trọng có thể để ý khi mà những cái đoàn biểu tình, nếu mà những cái đoàn biểu tình của cộng đồng người bản xứ thông thường họ đi, họ biểu tình về bất cứ một cái vấn đề gì, thông thường họ luôn luôn là họ di chuyển, chứ họ không có đứng lại một nơi. Tại vì khi mà họ di chuyển thì sẽ không có làm cho cản trở một cái vấn đề gì, vấn đề giao thông. Nhưng mà trở lại cái nghị quyết cấm cửa các phái đoàn cộng sản tới hai thành phố Westminster hay là Garden Grove, là hai cái nghị quyết này là hai thành phố cố gắng không cố gắng ngăn chặn cái sự để mà ngăn chặn tất cả những phái đoàn của cộng sản Việt Nam đến. Tại vì trong hai cái nghị quyết này có điều khoản là nếu mà đến phải thông báo trước 10 ngày, và thành phố sẽ không có chịu trách nhiệm khi mà không thông báo cho thành phố 10 ngày. Nhưng mà hai cái nghị quyết này đã được viết ra một cách rất là tế nhị, rất là khéo léo để không đi ngược lại cái hiến pháp của chính quyền liên bang, mà lại vừa thể hiện được cái lập trường yêu chuộng tự do của tập thể người Việt tị nạn chúng ta. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề, và đặc biệt hôm nay thì có ông thị trưởng của thành phố Westminster và nghị viên của thành phố Garden Grove, đó là nghị viên Phát Bùi và thị trưởng Tạ Đức Trí, trong qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.